Bản thân chúng ta, ai cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt. Người dám nói đến những điều chưa tốt của bạn mới là bạn của bạn. Người dám khuyên nhủ bạn nên sửa chữa những gì còn thiếu sót mới chính là bạn của bạn. Nhiều người rất hả hê với việc nói xấu người khác, nhất là khi chưa kịp có đủ thời gian để tìm hiểu về cuộc đời của chúng ta. Cái đó chỉ minh chứng thêm cho sự đố kỵ và ganh tị của bản thân mình.